Thưa nghị sĩ tom umbert cùng với các dân cử kỷ niệm ngày quân lực việt nam cộng hòa Tin đến từ sacramento california thượng nghị sĩ đảng dân chủ thomas g umbert cùng các dân biểu đảng dân chủ tom daly dân biểu đảng cộng hòa Tyler diệp và dân biểu kensen chu đã giới thiệu nghị quyết SCR 59 để công nhận ngày 19 tháng 6 năm 2020 là ngày cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa kỷ niệm sự hy sinh dũng cảm và đóng góp to lớn của các cựu chiến binh người Mỹ gốc Việt trong chiến tranh Việt Nam cũng như tại tiểu bang California và trên toàn thế giới. Thượng nghị sĩ cùng các dân biểu trên đều bày tỏ thái độ trân trọng đối với sự hy sinh của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Văn bản của nghị quyết SCR 59 đã được trân trọng gửi đến hai tổ chức Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa và Tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa miền Tây Nam Hoa Kỳ. Qua đó, Thượng nghị sĩ Tom Umber, dân biểu Tom Daly, dân biểu Taylor Diệp và dân biểu Ken Chu hân hạnh cùng tất cả quý cự quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ Nam đến Bắc California hướng về kỷ niệm 55 năm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong ngày 19 tháng 6 năm 2020 này với tất cả tấm lòng tri ân và hãnh diện.